Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Ở Thụy Sĩ mình hiện tại đang là mùa xuân cả nhà ạ. Vào mùa xuân thì ở đây mỗi địa phương họ có 2 tuần dành cho các bé nghỉ xuân. Các bé nhà mình hiện tại đang được nghỉ học và hôm nay trời đẹp cho nên là gia đình mình quyết định cùng với một số người bạn đi cắm trại qua đêm vì thời tiết cũng không có quá lạnh. Nhiệt độ khoảng chừng 22 độ C cho nên là mình nghĩ là đi cắm trại rất là thích hợp. Trên đường đi hoa cải nè, rồi tất cả các loại hoa nở rất là đẹp cả nhà ha. Thì ở đây vào mùa hè những cái địa điểm cắm trại rất là đông đúc cho nên là mình phải tranh thủ đi trước khi mà các chỗ cắm trại đông đúc cả nhà ơi. Địa điểm mà mình kỳ này chọn đó là Sa Nền. Mời cả nhà theo chân gia đình Mẹ Việt ở Thụy Sĩ đi cắm trại ở Sa Nền một bữa nha cả nhà nhé. Đây là khuôn viên bên ngoài đi vào tiếp tân của khu cắm trại đây cả nhà ạ. Mình phải book trước ngay tại khu tiếp tân này và cái giá dành cho gia đình mình 2 người lớn, một em bé trên 6 tuổi và một em bé dưới 6 tuổi thì khoảng chừng 40-42 franc gì đó cho một nhóm của mình cùng với cái lều và ở overnight. Mommy, can we do 10 here every day? Ở đây non nước hữu tình nè, có núi có sông cho nên rất là đẹp. Đây là lều của nhà mình cả nhà ạ. Mom, play with me. Lều là mình tự mang tới và tự cắm nha cả nhà nhé. Còn đây nó có khu, một phía là khu dành cho lều và một phía là khu dành cho xe mà xe camping, rồi có một khu dành cho nhà nữa, cho nên là xíu nữa mình sẽ chiếu một vòng để cho cả nhà xem cả nhà nhà. Đây là một số đồ mà mình trang bị để mà đi cắm trại cả nhà ơi. Ở Thụy Sĩ ban ngày á, trời ấm áp như vậy nhưng mà ban đêm thì trời lạnh lắm, cho nên là mình phải có là đồ lót ở dưới cái nền cho nó giữ ấm, cho nó cách nhiệt. Và cái này mình là đồ của mình, nó không có dày như của người khác. Nếu như mà người khác trang bị dày hơn thì chắc sẽ tốt hơn. Rồi cả cái mền giữ ấm, cái túi ngủ nữa cả nhà ạ. Đây là túi ngủ của nhà mình. Ở đây thì mình cũng phải nói là nếu như mà ở những cái khu mà không có gần hồ hoặc là không có gần núi thì ban đêm trời lạnh nó không có bằng là những cái khu lên núi cao hoặc là gần hồ cả nhà ạ. Ở núi cao hồ thì ban đêm lạnh cực kỳ. Dự báo thời tiết và của nhiệt độ trong những ngày mình đi camping này là khoảng 22 độ trong ban ngày và khoảng 8-10 độ cho ban đêm. Mình hy vọng là mình sẽ sống sót qua ha. Còn ở đây thì nghe nói là đêm thì sương xuống, có thể là sẽ làm ướt lều. Hy vọng là nó không đổ như mưa, không đổ mưa cho cái lều của mình đây. Ở Thụy Sĩ không có khuyến khích kiểu cắm trại tự phát, là muốn cắm ở đâu thì cắm. Có từng khu riêng như vậy nè cả nhà ạ. Những khu như này thì mình sẽ đóng tiền để mà mình dâng lều qua đêm. Và ở đây họ có toilet thẳng hồi cho mình để mình không có đi phóng bậy bạ. Có cả nhà tắm, rồi có cả chỗ rửa chén, rồi nơi để đổ rác. Nó rất là gọn ghẽ và rất là sạch sẽ, an toàn. Mình không có phải sợ là ban đêm bị cướp hay bị gì như những ở những nơi, ở những nước khác cả nhà ạ. Như hồi nãy mình nói, đây là khu dành cho xe nè, xe camping nè cả nhà ạ. Còn đây bên phía bên tay trái của mình là khu của những cái căn nhà, nhà nghỉ cắm trại. Các bạn có thể, cái này là book theo năm nữa. Cẩn thận cái xe con. Vậy thì con mang dài vô.
Thế thì con phải mang giày vô con trai à. Ở đây có khu vui chơi dành cho các bé nữa nè cả nhà ạ. Nó nhỏ nhưng mà cũng đủ để cho các bé chơi cùng nhau. Và gần đó thì họ sẽ có một cái nhà hàng. Mình có thể mua đồ ăn ở tại nhà hàng hoặc là đặt để mang đến, đem đến trại của mình ăn. Hoặc là mình cũng có thể đi nướng đồ ăn của mình. Nó có một cái khu nướng đồ ăn riêng cả nhà ạ. Cho nên là cái gì cũng đầy đủ hết. Muốn tự nấu cũng được, hoặc là muốn tự muốn mua đồ cũng được. Điều đặc biệt là ở đây họ có một cái hồ bơi nha cả nhà. Xíu nữa mình sẽ chiếu về cái hồ bơi. Đây là khuôn viên của cái nhà hàng ở chỗ này. Các bạn có thể nhìn thấy cái view rất là đẹp cả nhà. Có hồ nè, có núi nè. View nhà hàng đây. Còn đây là khu mà để mọi người có thể bơi nè cả nhà ơi. Họ đầu tư cái hồ bơi rất là đẹp. Nếu mà các bạn đi cắm trại thì các bạn vào cái khu bơi này miễn phí. Còn nếu không thì nếu mà không có cắm trại thì các bạn vào đây phải có tính tiền vé đó cả nhà ạ. 40 đồng cho cả một gia đình, vừa được cắm trại vừa được vui chơi bơi ở trong cái hồ của họ, làm rất là sạch sẽ. Thì giá cả như vậy thì đâu có mắc đúng không cả nhà ha. Còn nếu như mà các bạn không thích bơi ở trong hồ mà họ xây thì mình có thể bơi ở hồ tự nhiên với cảnh nước tự nhiên, núi tự nhiên đây nè cả nhà ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Hôm nay gia đình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ giới thiệu với cả nhà một địa điểm để đi cắm trại, đó là Sanen. Hy vọng cả nhà yêu thích video này và mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình bằng cách bấm nút yêu thích hoặc là chia sẻ video. Nếu mà cả nhà chưa đăng ký kênh YouTube Mẹ Việt ở Thụy Sĩ thì vui lòng bấm nút đăng ký để được cập nhật tất cả các video cũ và mới. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.